quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng. Nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin lê! Xin lê! Các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020. Cuối chương trình là phóng sự, cuộc điện thoại kết nối hậu phương. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Tại Đà Nẵng, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của các cơ quan đơn vị. Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, triển khai toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tích cực chủ động lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ 10, tiến tới Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại Đà Nẵng, Đảng ủy quân khu 5 tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp thảo luận về 5 vấn đề cơ bản: phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13 của Đảng, tiêu chí số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trong lực lượng vũ trang quân khu đã tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, đồng thời tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát đúng với tình hình thực tế. 5 năm qua, Đảng ủy Cục Hậu Cần đã quán triệt, cụ thể hóa và đề ra nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo toàn diện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.
công tác tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu đạt được nhiều kết quả tốt. Lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đại hội đã nêu bật những thành quả đạt được, đồng thời thẳng thắn phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm. Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân khu 5 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ 10. Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 315 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 được Thường vụ Đảng ủy Quân khu chọn làm trước để rút kinh nghiệm chung cho khối Đảng bộ các sư đoàn trong toàn quân khu. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Sư đoàn thời gian qua, đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Sư đoàn cần tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã xác định, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vừa qua, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã trưởng thành, vững vàng về mọi mặt, nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ và mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, nắm vững kiến thức quân sự, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện có 100% đạt khá giỏi, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong đó, môn bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá, môn phá nổ và ném lựu đạn bài 1 đều đạt giỏi. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ được biên chế về các đơn vị mới. Những kiến thức cơ bản ban đầu đã được trang bị sẽ là cơ sở, hành trang để các chiến sĩ tiếp tục phát huy, nỗ lực rèn luyện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề. Thưa quý vị và các bạn, được tuyên thệ dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, chính thức trở thành quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là niềm mong ước của mọi tân binh khi bước chân vào môi trường quân ngũ. Thời khắc đánh dấu chặng đường 3 tháng miệt mài khổ luyện, những chiến sĩ mới của các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 giờ đây đã có đủ phẩm chất về chính trị, sức khỏe và bản lĩnh cách mạng. Họ bắt đầu thực hiện trọng trách bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Với chiến sĩ Lê Quốc Tuấn thì 3 tháng dốc hết sức luyện tập vừa qua đã giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm nay, anh vinh dự thay mặt cho đồng đội đọc 10 lời thề và hứa quyết tâm trong buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Hôm nay tôi rất vinh dự, hôm nay một ngày đặc biệt đối với tôi khi được đại diện các đồng chí đọc 10 lời thề. Cảm giác của tôi thật vui mừng, vinh dự. Sau 3 tháng huấn luyện thì cuối cùng cũng đã hết tăng binh. Và sau này về chuyên ngành, tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh thì tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho bản thân, biết tự lập cho cuộc sống, tác phong nhanh nhẹn hơn. Tôi sẽ cố gắng áp dụng những bài học đó vào sau này và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm nay, các đơn vị quân khu 5 tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thời tiết nắng nóng, để khắc phục khó khăn,
ngoài việc làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ khung huấn luyện, đến chuẩn bị cơ sở vật chất, làm mới mô hình học cụ, thao trường huấn luyện, các đơn vị còn đặc biệt quan tâm đến đời sống và tình hình tư tưởng cho bộ đội, tạo môi trường thân thiện, giúp chiến sĩ thêm tin yêu và gắn bó với đơn vị. Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên kịp thời đến chiến sĩ mới. Qua 3 tháng huấn luyện thì nhìn chung là anh em cán bộ chiến sĩ của đơn vị là luôn quan tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí là qua quá trình huấn luyện là đạt kết quả là tốt, được thủ trưởng bộ tham mưu cũng như thủ trưởng quân khu là khen thưởng. Sự thay đổi về bản lĩnh và lối sống là những bài học đáng nhớ của các chàng trai lứa tuổi đôi mươi khi được sống trong môi trường quân ngũ. Những kiến thức đã được trang bị 3 tháng qua sẽ là hành trang để các chiến sĩ tiếp tục phát huy, nỗ lực rèn luyện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị quân đội đều hạn chế quân nhân tiếp xúc với người thân, gia đình theo quy định giãn cách xã hội. Tiểu đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai có một cách làm hiệu quả giúp chiến sĩ gặp người thân vào những ngày cuối tuần. Cũng chính cách làm này, cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Báo cáo với chỉ huy, tôi có và ý kiến là bản thân tôi thì bây giờ cùng lấy vợ được 1 năm. Bây giờ ở nhà vợ thì mở quán bán đang gặp khó khăn. Tôi muốn xin thủ trưởng về tranh thủ vài ngày cho tôi về giải quyết khó khăn cùng vợ tôi. Có vợ gần 1 năm thì nhận lệnh gọi nhập ngũ. Nhiều lúc Nguyễn Văn Ninh có nhiều lo âu khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Mang tâm trạng của mình gặp tổ tâm lý pháp lý quân nhân, Ninh được cán bộ đơn vị giải thích tận tình, giúp anh hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình, cũng như quy định của quân đội, của đơn vị trong thời gian tại ngũ. Cuối tuần thì đơn vị cũng có tổ chức cho chúng tôi gọi điện thoại về nhà và hỏi thăm động viên vợ và bố mẹ ở nhà. Nên là chúng tôi cũng rất là an tâm tư tưởng ở lại đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ thực tiễn sau nhiều năm quản lý rèn luyện chiến sĩ mới nói riêng và hạ sĩ quan chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nói chung, cấp ủy chỉ huy tiểu đoàn 50 luôn có nhiều cách làm hay trong quản lý rèn luyện giáo dục cho chiến sĩ. Một trong những cách làm đó là đơn vị chú trọng hoạt động của tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân. Đơn vị đã lựa chọn đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn làm nòng cốt, duy trì hoạt động nắm tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ để có những biện pháp giải quyết hiệu quả. Và những cuộc điện thoại vào cuối tuần như thế này là cầu nối giữa chiến sĩ và hậu phương thêm gần hơn trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 thời gian qua. Bằng các biện pháp cụ thể như là chiến sĩ bảo vệ, dân vận và đặc biệt là phát huy cái tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân để kịp thời tư vấn, động viên bộ đội, đặc biệt là đơn vị phát huy cái hệ thống là điện thoại để cho chiến sĩ liên lạc với người thân, gia đình. Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đòi hỏi toàn đơn vị thống nhất về tư tưởng và hành động. Vì thế, quan tâm đến công tác tư tưởng của cán bộ chiến sĩ được đơn vị chú trọng hàng đầu, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đơn vị phân công cán bộ nắm tình hình, động viên, gần gũi, rồi thăm hỏi, rồi giúp đỡ tạo điều kiện cho anh em để hoàn thành an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân, giải quyết những vấn đề thắc mắc, rồi thứ bảy và chủ nhật, đơn vị cũng phải tạo điều kiện cho anh em là gọi điện thăm hỏi cho gia đình. Cụ thể hóa các biện pháp nắm, quản lý tư tưởng của cán bộ chiến sĩ bằng những việc làm thiết thực và những cuộc điện thoại gắn kết hậu phương là một trong những cách giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ ở tiểu đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.